sẽ hân hoan tiến vào cùng thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thánh xuân. Lauder Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, Chủ nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội cử hành trọng thể mừng kính Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, để nhắc nhở các tín hữu rằng Chúa Giêsu là chủ của thời gian và là vua trên hết các vua trên vũ trụ này. Tuy nhiên, vị vua Kitô không giống như những vị vua trên trần gian, cai trị bằng quyền bính, nhưng vị vua của chúng ta cai trị vương quốc của Ngài bằng lẽ công bằng và yêu thương. Hơn thế nữa, vị vua Kitô còn hy sinh chính mạng sống mình để các thần dân của Người nhờ đó mà được hưởng ơn cứu độ. Là những thần dân của vua Kitô, chúng ta đã được tháp nhập vào vai trò vương đế của Người qua bí tích thanh tẩy, nên chúng ta cũng được mời gọi vào sống trong vương quốc của Người. Xin cho chúng ta luôn chọn Đức Kitô làm vua cuộc đời mình và hết lòng trung thành với Người, để trong ngày phán xét, chúng ta sẽ được chọn vào hưởng hạnh phúc trong thiên quốc với vua Kitô muôn đời. Các ngày lễ quan trọng trong tuần: thứ Năm, ngày 30 tháng 11, Thánh Andre Tông Đồ, lễ kính. Chủ nhật, ngày 3 tháng 12, Chủ nhật thứ nhất, Mùa vọng, Phụng vụ 5B. Giờ đây, mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ do Linh Mục Mika Đỗ Huy Nhật Quỳnh cử hành. Con chiên bị giết xứng đáng lành nhận quyền năng thiên tinh, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự và vinh quang chúc tụng. Nguyện cho Người được vinh quang và vương quốc Người tồn tại đến muôn đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả ông bà anh chị em và ở cùng Cha. Kính chào quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta quy tụ về đây để dâng thánh lễ Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Dâng thánh lễ này xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi mỗi người chúng ta, đồng thời nơi những người anh em nghèo khó, những người bên lề xã hội. Và chúng ta đang ở trong tháng 11, tháng cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Dâng thánh lễ này, chúng ta xin Chúa ban cho những người thân yêu của chúng ta, những người quen biết của chúng ta đã từ giã cõi đời này được mau hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Trích sách tiên tri Ê-dê-kê-en. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng bị phân tán, và trong ngày này mù đen tối, chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Còn các ngươi, hỡi chiên của ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cừu đực với dê đực. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người tha tôi nằm nghỉ. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi. Người nó bồi dưỡng, người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh người. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương,
Đầu tôi thì chua sức dầu thơm, trên rìu tôi đầy tràn chan chưa. Chúa chan nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mỗi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tôi thời gian rất ư lâu dài. Chúa chan nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Đức Kitô từ cõi chết sống lại là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô. Đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự suy phục người, bấy giờ chính con cũng phải suy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúng tôn đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng tôn nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi có người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự cai uy linh của người, muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê thì ở bên trái. Bây giờ vua sẽ phán với những người ở bên hữu rằng: hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng:
Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát, khát lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy, người đáp lại, ta báo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lầm thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Quý bà và anh chị em rất thân mến, có một câu chuyện kể về Thánh Martino Thành Chúa như sau. Martino Thành Chúa là một sĩ quan Roma và cũng là một Kitô hữu. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, Martino đang cưỡi ngựa vào thành thì gặp một người hành khất bên vệ đường tiến đến ngài xin chút bạc vụ. Lúc đó Martino không mang theo tiền, và vì động lòng thương người hành khất rách rưới đang run rẩy giữa trời đông lạnh giá, ngài rút gươm cắt một nửa tấm áo choàng đang mặc trên người và trao cho người hành khất, và ngài tiếp tục đi vào thành. Đêm hôm đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với Martino trong một giấc mơ, mặc một nửa tấm áo choàng của người lính Roma và nói rằng người chính là vị hành khất mà Martino đã gặp và giúp đỡ lúc ban ngày. Vâng, người hành khất ấy chính là hiện thân của Chúa Giêsu. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu đã cải trang thành người hành khất đến gặp Martino. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu, vua vũ trụ, hiện diện thật sự nơi thế gian này, nhưng mà người luôn luôn di chuyển từ nơi này đến nơi kia dưới hình dạng cải trang thành người này, kẻ nọ. Thế thì giả sử có ai đó hỏi mọi người chúng ta, chỉ cho họ đi đâu để tìm gặp Chúa Giêsu, chắc hẳn chúng ta sẽ mạnh dạn chỉ thẳng vào nhà tạm này để giới thiệu Chúa Giêsu cho họ. Chứ hiếm khi chúng ta dám chỉ thẳng vào bản thân mình, vào chính mình để giới thiệu cho họ rằng mình là hình ảnh của Chúa Giêsu, mình là thân thể của Chúa Giêsu. Dụ ngôn của bài Tin Mừng ngày hôm nay mở ra cho chúng ta nơi để tìm gặp Chúa Giêsu và giúp chúng ta nhận ra, thấy cách Chúa Giêsu cải trang hay là hóa trang thành những con người nào. Người cải trang thành những người đói khát, những người thật lạ, những người đau yếu hoặc bị cầm tù. Mà làm sao để nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu đang hiện diện nơi những người ấy? Thưa quý bà và anh chị em, thật sự đây quả là một thách đố rất lớn cho chúng ta. Chúa Giêsu cải trang thành những con người mà chúng ta hiếm khi muốn gặp, và chúng ta muốn tốt hơn và tốt nhất là lẩn tránh đi cho xong, vì những hình ảnh cải trang ấy chẳng có đẹp đẽ tí nào, chẳng đáng để chiêm ngưỡng, chẳng đáng để thưởng thức. Có ai chiêm ngắm kẻ bị tù đày, hay người bị đói khát, hay kẻ ăn xin bên vệ đường bao giờ? Suy niệm dụ ngôn đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy có một số điểm như sau. Chúa Giêsu nói, ta nói, còn chúng ta có khi đứng giữa một bữa tiệc buffet thịnh soạn và nói, tôi không biết phải chọn món chi, tôi không biết phải ăn món gì đây. Chúa Giêsu nói, ta khác, còn chúng ta lại nói, hãy cho tôi một ly bia thật đầy và thật to.
Chúa Giêsu cải trang thành người khách lạ đến gõ cửa nhà mình. Riêng một số mỗi người chúng ta sẽ phản ứng bằng cách là gọi cảnh sát. Chúa Giêsu nói ta trần truồng. Còn chúng ta lắm lúc nhìn vào cái tủ quần áo của mình ngập tràn cơ mang nào là đồ, mà lắm lúc lại nói giờ đây tôi không có chi để mặc hết, hoặc là tôi chẳng biết mình phải mặc gì đây. Chúa Giêsu hiện diện nơi người đau yếu, chúng ta lại hỏi có phải là bệnh truyền nhiễm không vậy? Chúa Giêsu hiện diện nơi những tù nhân, chúng ta có thể nói tốt hơn là nhốt những kẻ đó vào trong cửa sắt. Thưa quý và anh chị em, để nhận thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô nơi những hình ảnh hóa trang ấy thật sự không dễ dàng tí nào. Tuy nhiên, những ai tiếp đón người nghèo khổ, neo đơn, bệnh tật, vô gia cư, những người đang sống ở tận cùng nấc thang của xã hội, họ là những người được Chúa chúc phúc. Chúa Giêsu nói, hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đày, các ngươi đã đến với ta. Chúng ta hãy nhớ lại những lời của Chúa Giêsu. Quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọt nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ hôm nay, giúp mỗi người chúng ta trở về với tình thương vô biên của Chúa và nhận ra hình ảnh Chúa nơi những kẻ hèn mọn, cô đơn, đau yếu để nâng đỡ và chở che. Không phải chúng ta tuyên xưng Chúa là vua bằng môi bằng miệng, nhưng chúng ta muốn Chúa làm vua và ngự trị trong mỗi người chúng ta, ngự trị trong đời sống của mỗi người. Xin cho mỗi người chúng ta được lớn lên trong đức tin, trưởng thành trong đức mến, vững vàng trong tình yêu. Tình yêu đối với Thiên Chúa, tình yêu đối với tha nhân, và đặc biệt là những người hèn mọn. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đành bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Philato, người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đứng trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy, tôi
tin hồi thánh duy nhất, thánh thiện, con giáo và tâm truyền. Tôi đi xin ba một phép đưa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý bà anh chị em rất thân mến, Chúa Kitô là vua tối cao, vua của mỗi người chúng ta. Với tấm lòng trung thành của những thần dân của vua Kitô, chúng ta hãy tha thiết nguyện xin. Này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta và ta sẽ kiểm soát chúng. Xin cho giáo hội do vua Kitô thiết lập luôn trung thành với những giáo huấn của Chúa và được bình an trong sự gìn giữ che chở của vua Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chính ta sẽ chăm sóc các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Nguyện xin vua Kitô luôn chăm sóc, soi sáng và nâng đỡ Đức Giáo hoàng Phanxicô để Ngài hướng dẫn các thần dân của Chúa đi theo vị vua giàu lòng nhân ái là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lại lấy phần gia nghiệp là nước trời. Nguyện xin Đức vua Kitô thương xót, tha thứ và đón rước những người đã qua đời trước chúng con vào nước của Chúa, đặc biệt là ông bà, cha mẹ, họ hàng, thân thuộc và quý ân nhân của chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé mọn của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết nghe theo lời dạy của vua Kitô và biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ anh em xung quanh chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ, xin hãy làm vua ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng con đây, để chúng con phụng sự Chúa trong tự do và lòng trung tín. Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con bánh ngày là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúng tôn Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa
lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước, nhờ người được hiệp nhất và bình an, người hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tân phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phụng quyền binh mình, người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả, một vương quốc vinh cửu và vô biên, vương quân đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thanh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đơn ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiều cố hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô,
Đức cha Timothy, giám mục giao phận chúng con, Đức cha Don, giám mục phụ ta và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, vàng trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhân Cha chỉ đến, ý Cha đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi điên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đơn xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa là vua ngự trị tới muôn đời,
Chúa sẽ chúc phúc cho dân người trong cảnh thái bình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thế vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Tạ ơn Chúa. Thank you.
Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong những hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ Chủ nhật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.